Xin chào các bạn, mình là Phương, Đăng Phương Auto. Mình chuyên kinh doanh và lắp đặt các thiết bị thông minh dành cho xe ô tô. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm camera 360 độ thương hiệu Owin được lắp trên xe Kia. Mình sẽ view cho các bạn biết về cái tính năng sử dụng như thế nào và nó có những ưu điểm gì và nó giúp chúng ta sẽ phòng tránh được những cái rủi ro gì khi đi đường. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang review cho các bạn biết cam 360 độ Owin được lắp trên xe Kia. Các bạn nhìn rất rõ, đây là cam 360 độ toàn cảnh bốn xung quanh của xe. Và đây là cam phía trước hiển thị vạch đánh lái, vạch lốp. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất rõ ràng và cụ thể. Cho trường hợp đi trong phố thì chúng ta sẽ bật chế độ này ra. Chúng ta có thể chuyển chế độ sang đi vào ngõ hẹp. Đấy, các bạn có nhìn thấy là nếu như chúng ta mà đi vào những cái đường rất hẹp, rất bé chẳng hạn, thế thì chúng ta có thể sử dụng cái chế độ view hai bánh trước để chúng ta đi xuyên qua, hoặc là chúng ta đi qua những cái cổng làng hoặc những đường mà có hai trụ bê tông hai bên hoặc có những cái che chắn thì chúng ta sẽ quan sát bằng cái này. Chúng ta có thể view rất rõ ràng ở phía trước và phía sau của hai bên lốp bằng một lần kích. Đấy, các bạn có nhìn thấy đấy, hai lần chúng ta sẽ biết rõ cái xe bên cạnh đang đỗ bên cạnh chúng ta như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, xe bên cạnh. Cái thứ hai là chúng ta có thể để chế độ phía trước hoặc chúng ta tắt hẳn đi. Trong trường hợp chúng ta xi nhan để rẽ tay phải thì chúng ta sẽ bật xi nhan lên. Trên xi nhan thì cũng trên camera cũng hiển thị chi tiết. Các bạn nhìn thấy chi tiết. Vị trí bây giờ mình cho các bạn biết được cái vị trí đi trong cái đường hẹp như thế nào. Ví dụ phía trước là hai trụ được chưa? Bây giờ các bạn sẽ xét trên cam hai trụ hiển thị như nào nhá. Chúng ta chọn chế độ hiển thị hai bên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chọn chế độ hiển thị hai bên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được hai trụ hai bên này và cái khoảng cách từ xe chúng ta đến hai trụ. Chúng ta có thể xi nhan. Các bạn thấy đấy, rất còn nhiều đúng không ạ? Rất an toàn. Đấy, rất an toàn. Đây là hai trụ hai bên. Đây là mình lấy ví dụ cho các bạn xem, còn có thể chúng ta sẽ gặp những trụ bé hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi sử dụng dễ dàng. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, hai trụ hai bên. Ví dụ như chúng ta vào lề đường thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cái bánh trước chúng ta đang nằm ở đâu. Các bạn nhìn thấy chưa? Rõ ràng cái bánh trước chúng ta đang nằm ở phía nào. Đấy, rất rõ. Bây giờ mình sẽ lùi cho các bạn xem nhá. Đấy, khi lùi thì có góc đánh lái, các bạn nhìn thấy chưa? Vạch nốt chúng ta nằm ở đâu thì bánh chúng ta nằm ở đấy. Do vậy rất an toàn. Chúng ta phòng ngừa được rất nhiều rủi ro. Không may lùi lên vỉa hè, không may lùi vào những vị trí sát cạnh vỉa hè có thể làm hỏng nốt. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Lùi có đánh lái theo vô lăng. Các bạn nhìn toàn cảnh đây được chưa? Đấy, toàn cảnh. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái đường lốp này sẽ ôm chặt theo cái vạch kẻ đường này thì thực tế sẽ đè lên. Thấy chưa? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy rất tuyệt vời. Trả lái. Hỗ trợ lái xe đi cảm thấy an toàn nhất và tự tin nhất. Trả lái thẳng. Các bạn thấy có dễ không? Dễ quan sát không ạ? Dễ quan sát và rất dễ điều khiển phương tiện. Bây giờ ví dụ mình lại tiến này. Tiến chúng ta cũng ôm cua theo được các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy bánh sau đây chưa? Đấy. Chúng ta vẫn có thể ôm cua theo như này được đúng không ạ? Đỗ chuẩn luôn ạ. Đấy, được chưa?
Rất tuyệt vời. Cam 360 độ này chúng ta sử dụng thì lái xe rất yên tâm và phòng ngừa rất nhiều rủi ro như bị va chạm, chảy xước hoặc là chèn lên vỉa hè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một chế độ rất tuyệt vời trên cam 360 độ. Đấy là chế độ ghi hình toàn cảnh. Thiết bị cam này sẽ thay thế thiết bị ghi hình này sẽ thay thế camera hành trình nha các bạn nhá. Đây là một ổ cứng được gắn trên camera 360 độ. Đây là mắt dùng để điều khiển mở tính năng về cài đặt trên trên cam 360 độ. Bây giờ mình cho các bạn xem được cái danh sách các video đã quay trên đường. Ví dụ bây giờ mình cho các bạn xem này. Chúng ta vào phần hệ thống, chúng ta bấm đấy, mật khẩu 4 số 1. Thì chúng ta vào cái phần chúng ta chuyển xuống ghi âm các bạn này. Chúng ta chuyển xuống ghi âm, các bạn sẽ nhìn thấy danh sách video. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đây là những video, bây giờ mình xem cho các bạn list danh sách. Đây là một list danh sách các video nhá. List danh sách các video. Phía bên này là ngày tháng năm. Ở giữa là giờ. Và phía này, phía bên tay phải này là cam trước hay cam sau. Ví dụ 20 gần này. Gần này. Ví dụ video này nhá, mùng 7 tháng 10 năm 2019 lúc 15 giờ 22 phút 36 giây. F là bánh cam phía trước. Đây, chúng ta xem cam phía trước. Ok, đây ngược sáng. Chúng ta xem cam khác nhá. Ví dụ ví dụ mùng 7 tháng 10 năm 2019 lúc 15 giờ 23 phút ép bánh trước. Rồi, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất rõ đúng không ạ? Cam, toàn bộ cam trước được ghi lại. Đấy, xem sâu hơn một chút. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất rõ nét toàn cảnh luôn. Hoặc là cho các bạn xem cam bên tay trái. Đấy, toàn cảnh cam bên tay trái. Tiếp này. Toàn cảnh bên phải. Đấy, đây là toàn cảnh bên phải nhá. Thời tiết rất, trời rất nắng nhưng mà cam vẫn rất nét đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Toàn cảnh bên phải này rất tuyệt vời đúng không? Bây giờ mình cho các bạn xem ở cam phía sau. Đây là toàn cảnh cam phía sau. Đấy. Toàn cảnh cam phía sau cũng rất rõ và chi tiết. Kể cả biển số xe hay là ký hiệu trên xe ô tô khác chúng ta đều quan sát được. Ngoài ra, xe còn một chức năng nữa, bộ cam 360 độ còn chức năng nữa, đó là chức năng ghi hình khi dừng xe. Đây là một thiết bị cảm biến, đây là một sensor cảm biến. Sensor cảm biến này có chức năng ghi lại hình ảnh khi mà có những va chạm trên xe trong trường hợp xe dừng đỗ. Nếu như xe dừng đỗ mà chúng ta có một xe khác không may va chạm vào xe chúng ta hoặc là ai đó cố tình phá xe chúng ta thì cảm biến rung này sẽ hoạt động và ghi lại camera, ghi lại
Bây giờ mình cho các bạn xem về cả biển rung hoạt động như nào nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tắt xe đi. Chúng ta tắt xe thì đây là ổ cứng các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn cái nút ổ cứng này, hiện tại đèn nó không sáng vì cam không được ghi. À, chúng ta tắt. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Bình thường ổ cứng này nếu bật tắt xe đi gì thì đã không có chức năng gì cả, nhưng mà chúng ta bật nó lên. Đây các bạn nhìn thấy, cảm biến rung hoạt động này. Hiện tại các bạn nhìn thấy cảm biến rung đang ngừng nhá, nhưng mình rung nhẹ. Đấy, đèn sáng là hoạt động. Khi đèn sáng hoạt động thì cái ổ cứng này sẽ hiển thị được ghi lại. Đấy các bạn nhìn thấy đèn màu xanh, đèn ghi lại. Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Do vậy chúng ta rất yên tâm khi mà đỗ xe ở bất cứ chỗ nào, nếu như có va chạm thì ngay lập tức cảm biến rung sẽ hoạt động. Bây giờ chúng ta kiểm tra danh sách camera phía trước ghi lại khi mà xe có va chạm. Đây là khoảng thời gian 3 phút trước xe có va chạm tự động ghi lại. Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, do vậy bộ cam 360 độ này rất là thông minh, có rất nhiều chế độ mà giúp cho chúng ta trải nghiệm sử dụng rất tuyệt vời. Khi mà chúng ta lắp thẻ nhớ vào thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng màu đỏ này là biểu tượng ghi liên tục nhá. Khi biểu tượng màu đỏ này không được hiển thị lên là chứng tỏ là đang không ghi, có thể chưa cắm ổ cứng hoặc là như thế nào đấy, nên các bạn phải kiểm tra. Về lắp đặt thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn lắp đặt như thế nào, những vị trí nào sẽ đặt cam 360 độ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem những vị trí đặt cam 360 độ trên xe nhé. Vị trí đặt cam, đấy là phía trước xe, đây là một vị trí. Thứ hai là vị trí ở gương. Đây các bạn nhìn thấy, cam đặt ở vị trí gương. Ở sau xe. Đây, đặt ở vị trí này. Và gương bên tay phải. Gương bên phải. Đây. Thế như vậy là 4 vị trí để đặt cam, rất đơn giản thôi. Ok, như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn xem về cam 360 độ Owin. Các bạn đặt hàng thì vui lòng truy cập vào website camera360độ xeauto.com hoặc shopauto.vn, danphuongauto.com, hoặc các bạn có thể truy cập vào Facebook fanpage Đăng Phương Auto. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn và hỗ trợ lắp đặt tận nơi cho các bạn. Xin cảm ơn.